Con này. Mà muốn cho xong MVP 19. Đây. Và nó sẽ nằm trong quả cầu may mắn eSport 1. Gì anh? Tháng tới Việt Nam mình tổ chức CFL không nhỉ? VL á? CFL. Chắc là có đấy. Bởi vì dình ở thời điểm này cũng dình là có lẽ là sau sẽ về là Pháp mà hoặc là gì nhỉ? Sẽ F Park Series nữa. Ừ. Đấy. Và còn hiện tại vào năm mùa xuân. Chắc đang thời điểm mùa xuân chắc là tổ chức F Park Series trước đấy xong hoặc là gì nhỉ? Song song với cả CFL đấy. Đấy. Thì có con này, một ba con này, bà xếp bóng biết AG. Con mà bốn đã cho xong mở LCD. Và con Việt Nam mình đặt là xếp VL nhá. Thực ra hai con là một. Nhưng Việt Nam mình đã đổ nó đã đổi mẹ tên gốc một tên thành CFL hơi ảo ngựa. Đây này, tôi phải nhắc lại cho các ông là như thế này. Bắt đầu từ năm 2023, tức là gì hệ thống giải cấp cao nhất của gì ở các khu vực là nó sẽ thay đổi. Như ngày trước nó là gì Crossfire Elite League đúng không? Thì bây giờ nó dựa vào khu vực, nó sẽ đổi theo tên theo từng khu vực đấy. Ví dụ như là CFL Brazil thì nó đổi thành là gì? Crossfire Brazil Xếp bây CF giờ CF gì nhờ L khu vực rồi gì nhờ nè, Trung khu vực Trung Trung Đông này Bắc gì nhờ Trung Bắc Đông này, Mỹ Đông này Châu Âu này Bắc Mỹ thì nó đổi là gì nhờ Crossfire West League và xếp Việt Nam mình FL, xếp bây giờ CFL Việt Nam là đổi CFL Crossfire Việt Nam League. như thằng Phi lại khác nhá. Thằng Phi thì nó lại có một giải riêng là gì nhờ? Crossfire PH Crossfire Stars PH Masters tức là gì nhỉ? Cái giải đấy nó chỉ có một team gì nhỉ? Chỉ được một team mà chiến thắng là gì nhỉ? Nó sẽ được lựa chọn đại diện cùng với lại cả hai team Việt Nam đi tham dự CFF ấy. Đấy. Đấy. Cũng như năm ngoái này bọn là gì nhỉ? SKG mình thắng được bọn Pacific Mactar, thế là nó ăn được slot cuối cùng của khu vực Đông Nam Á đi Đấy. CFF S2022 Đấy. cùng với lại cả 2L với lại cả Ranking Đấy. Đấy là qua bộ ba bộ khí liên quan đến CFS. Bây giờ là hai cái món cuối cùng, hai cái món đáng chú ý nhất và dự kiến sẽ nằm trong gói. Sẽ là một cái nằm trong gói nhá, có gói gì thì tôi không thể tiết lộ được. Đầu tiên là Iris Quiz bên Brazil không có SNC Gaming à? À đúng rồi, thì không có đúng đúng Extensive Gaming nhá. Được có một mùa. Tôi nói thật luôn. Bọn Extensive nó cũng nổi được đúng cái năm ngoái đấy. Mà năm nay giải gì nhà CFBL nó còn chả thấy team nào là Extensive Gaming nữa. không có luôn. Không có luôn. Đây còn là Iris thì vào trong cái quả nhìn render trông thốn thế nhỉ. Chibi mà. Quế không ba vào cuộc vào Flash 3 CF 2D Blue. Flash 3 CF 2D Blue. Đó là những con hàng cuối cùng mà tôi có thể show được. Bây giờ chắc là triển khai luôn nhỉ? Thì tập này ra triển khai thôi. À quên. Gì anh? Sao? Chỉ tôi quên. Ác ông. What the? Kèo. Kèo gì ấy? À ừ nhỉ? Quên. Đợi tí nhưng mà gì nhờ? Phải đợi tí tôi vào check cái Đánh chưa? Tí check tôi cái chứ. nhờ sơn xin nem cắt vi một các thứ đâu đã hay là hình như không thấy Không có. thế đéo thì nhà sao lại đâu có nhỉ khi mà tôi đã lên vi một trưng bác lên vi một rồi nhỉ À, thế tôi chưa biết. Ông vào ông check đi xong rồi là không thấy luôn này không what có the lên VIP 3 ở đấy. fuck không thấy vi ba gì nhỉ không thấy sơn xịt với lại cả nem cắt vi một này Tôi lần trước tôi VIP 2, bây giờ tôi lên VIP 3 rồi. thế nào